Đây chính là bảng thành tích đáng nể trong sự nghiệp cầm quân đến giờ vẫn chưa có hồi kết của huấn luyện viên Phạm Văn Long mà bất kỳ đồng nghiệp nào cũng mong muốn đạt được trong cái nghiệp làm thầy của mình. Nhắc đến huấn luyện viên trong làng bóng chuyền Việt Nam hẳn sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua cái tên Phạm Văn Long. Gắn bó với bóng chuyền thông tin từ năm 2001, ông thầy họ Phạm đã cùng với các học trò trải qua rất nhiều những kỷ niệm vui buồn, thắng có, thua có. Và những điều đó sẽ mãi được lưu giữ trong tim của tất cả các vận động viên cũng như người hâm mộ vị thuyền trưởng này. Những cái mà tôi ấn tượng nhất vẫn là đội bóng chuyền nữ Bộ Tư lệnh Thông tin Liên Việt. Trong thời gian 17 năm làm việc ở đấy thì tôi cũng đã đóng góp cùng với cả các vận động viên của đội bóng chuyền nữ Thông tin giành được 9 chức vô địch quốc gia. Đấy là một cái ấn tượng rất là lớn. Đấy là một cái niềm khích lệ rất lớn với cái đời là một huấn luyện viên như chúng tôi là hành nghề. Bản thân nỗ lực rất là lớn, rất là nhiều. Bản thân tính cách khi làm việc tôi hết sức thẳng thắn. Nhưng trong quá trình làm việc thì đương nhiên không thể là nó có sự cạnh tranh. Tôi cũng hơi buồn một chút về một số những cái thông tin nói về bản các cá nhân trong những thời gian vừa qua, trong cái thời kỳ tôi làm việc. Nghiêm khắc trong tập luyện, cá tính trong cách chỉ đạo, chính tính cách mạnh đó đôi khi làm cho người đối diện chưa hiểu về ông, cảm thấy không mấy thiện cảm. Nhưng không ai dám phủ nhận việc ông là một trong những huấn luyện viên hàng đầu lịch sử bóng chuyền Việt Nam, dù ở cấp độ câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia. Cũng chính bởi điều đó nên ông luôn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ những người học trò của mình, dù cũ hay mới. Thầy Long thì là một người rất là nhiệt huyết, lúc nào cũng đề cao cái tinh thần trách nhiệm đối với cái chuyên môn. Cái sự tận tình của thầy đối với các vận động viên cũng rất là cao. Về chuyên môn thì thầy khá nghiêm khắc, nhưng mà lại về chiến thuật của thầy thì tụi em trong thi đấu thì tụi em tuân theo tuyệt đối, còn về sinh hoạt ở bên ngoài thì thầy khá là thoải mái. Thầy là một người rất tâm huyết về nghề. Trên sân thì thầy luôn luôn dạy bảo bọn em, và những chiến thuật thầy đưa ra và cách thầy sửa động tác dạy cho bọn em thì em cảm nhận là rất là tốt. Và về ngoài đời thì thầy cũng luôn luôn là bảo ban, giúp đỡ bọn em cũng nhiều. Phải nói là có rất nhiều những vận động viên ấn tượng với tôi. Khi tôi mới làm huấn luyện viên thì đặc biệt là ấn tượng cái người mà được kêu gọi lên đội tuyển quốc gia năm 2004 là em Đặng Thị Hồng của truyền 2 của Bưu điện ngày xưa. Người truyền 2 đó tôi nghĩ rằng là đấy là cũng là một những truyền 2 mà tôi ấn tượng nhất là trong cái cuộc đời làm việc. Về chủ công thì cũng có những vận động viên rất là ấn tượng như Diệu Châu và Phạm Thị Yến. Những người phụ công thì có Ngọc Hoa, Kim Huệ. Đấy là những vận động viên phải nói là rất là ấn tượng và đã cùng với đội tuyển quốc gia tham gia rất nhiều các giải đấu và cũng đã lập những kỷ lục. Sau khi kết thúc mối lương duyên với Thông tin Liên Việt Postbank vào năm 2017, với chiến tích lẫy lừng có thể kể đến như 9 lần vô địch quốc gia, ông đã chọn Kinh Bắc Bắc Ninh làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Tại đây, ông tiếp tục phát huy tài năng của mình khi nhanh chóng đưa đội bóng Kinh Bắc gặt hái được những quả ngọt đầu tiên, có thể kể đến như vị trí thứ 3 tại giải vô địch quốc gia năm 2019. Có thể thấy, dù làm việc ở môi trường nào, câu lạc bộ nào, huấn luyện viên Phạm Văn Long vẫn luôn giữ được cái chất của riêng mình. Và sẽ thật khó để làng bóng chuyền Việt Nam tìm ra một huấn luyện viên Phạm Văn Long thứ hai.